Trong giai đoạn năm 2022-2023, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Con Tum phối hợp với tổ chức ASHIP của Úc triển khai dự án giếng sạch trao buôn tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh Con Tum với tổng kinh phí thực hiện 37 tỷ đồng. Riêng huyện Đắc Tô được hỗ trợ 30 giếng khoan trong đợt 1 năm 2022. Để việc triển khai dự án đạt hiệu quả, huyện chỉ đạo Hội Chữ Thập Đỏ chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ủy ban nhân dân các xã dẫn đoàn đại diện của tổ chức iship đi khảo sát để thống nhất về địa điểm đặt giếng khoan và các nội dung đối ứng khác, cách thức quản lý vận hành và bảo quản giếng khoan khi nhận bàn giao. Sau khi khảo sát, huyện có văn bản đề nghị hội chữ thập đỏ tỉnh thống nhất phân bổ giếng khoan cho các xã và chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã quản lý sử dụng hiệu quả các giếng khoan.